Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình quay vườn ở Santa Ana đó. Thì ở đây có một số cây ổi Thái và nhiều loại cây măng cầu, rồi nhiều loại cây samoche đó. Thì mình sẽ quay từng chi tiết cho các bạn xem. Đầu tiên thì mình quay những cây ổi Thái nè. Bữa nay đang on sale đó các bạn. Cây ổi Thái này giá là 450 đồng. Cây ổi này mình thấy á, mầm nó đang mọc ra rất là nhiều luôn á. Cây rất là đẹp, 450 đồng một cây nha. Ổi Thái Ruby này á, là nó mắc vậy đó các bạn. Có những cây á, có nhánh nhỏ xíu á, là 200 rồi đó. Mà cây này á, mình thấy rất là xum xuê, nhánh đang mọc lên rất là nhiều. Thì bây giờ đang on sale đó là 450 đồng đó các bạn. Chỉ ít nữa mình chờ mà chờ vào mùa xuân á, thì cái cây nó sẽ mọc lên, những cái mầm nó mọc to ra, xum xuê ra, thì người ta sẽ không có bán giá 450 đồng nữa nha. Nếu mà bạn nào mà thích những cây ổi Thái Ruby đó, không hột đó, thì ở đây đang có 4-5 cây rất là đẹp, 450 đồng một cây. Đang có hoa trên cây luôn đó các bạn. Vào năm trước đó các bạn, bạn của mình nó mua một cây đó, cái thân nó chỉ bằng cái đũa cái thôi đó các bạn, mà tới 550 đồng đó. Mà cây không có được nhiều nhánh nhiều như vậy đâu các bạn. Cây này mình thấy tương đối là cứng cáp, khỏe mạnh, nhánh đang mọc ra rất là nhiều luôn á. Trời, non đang mọc ra rất là nhiều nè. Trời lạnh thì cái lá nó hơi bị tím đó, nhưng mà trời non mọc ra, cây còn khỏe lắm chứ không có sợ là chết nha các bạn. Còn đây là ổi Thái Ruby không hột luôn nha các bạn, nhưng mà cây nhỏ hơn thì giá 350 đồng. Thì nếu mà bạn nào mà muốn mua cây nhỏ hơn chút xíu đó thì giá 350 đồng nha. Cây nhỏ thì người ta để trong cái chậu 3 gallon thôi, nhưng mà tại họ chưa có sang chậu đó các bạn. Nếu mà sang chậu thì nhìn cái dáng của nó sẽ lớn hơn, người ta sẽ bán cái giá là mắc hơn nha. Thì nếu mà bạn nào mà muốn mua cây nhỏ hơn á, thì đây có cây nhỏ hơn là giá 350 đồng như vậy nè. Ổi này á, nổi tiếng là rất là ngon và cũng rất là mắc nha các bạn. Cái giá của nó mắc như vậy đó các bạn, ai bán cũng vậy hết á. Có những cây á, mình quay nó chỉ có một nhánh nhỏ thôi đó, mà cũng là 200 đến 250 đồng một cây luôn. Ở đây đang có một số cây măng cầu Lisa nè. Bạn nào mà thích măng cầu Lisa thì mình đến đây mình lựa trước. Cây nào đẹp thì mình chọn trước nha. 80 đồng một cây thôi. Dưới video có cái comment đó, mình sẽ để cái số phone để cho các bạn nào nếu mà thích đó, thì mình gọi phone rồi đến xem cây và mua cây nha. Đây là một số cây samoche silat hút nè các bạn. Cây này là ở nhà ghép nha các bạn. Thì giá 150 đồng một cây như vậy nè. Nếu mà bạn nào mà thích samoche silat hút á, thì vườn nó ngay Santa Ana này nha. 150 đồng một cây. Mua cây thì mình nhìn qua video trước, mình cũng quay rất là chậm để cho các bạn nhìn cho kỹ đó. Rồi tới lúc mà mình đến đó rồi mình xem rồi mình lựa thêm nha các bạn. Thì mình cũng quay chậm chậm cho các bạn xem. Những cây silat root này đó thì người ta lấy cái nhánh từ cái vườn của họ đã có trái rồi đó, người ta ghép vào. Mà thường thì ở đâu cũng vậy hết á, người ta hay ghép cây là người ta lấy những cái cây đã có trái rồi người ta ghép, chứ người ta không có lấy những cái cây mà chưa có trái bao giờ người ta ghép, thì nó lâu lắm. Cho nên các bạn mua cây ghép thì cũng yên tâm, đừng có sợ là lâu có trái. Mình chỉ cần chăm sóc nó cho nó khỏe, nó tốt đó, thì nó đủ lớn thì tự nhiên nó cho mình trái thôi à. Ở đây có một cái cây samoche alano, thì cây rất là đẹp, đang có rất là nhiều trái trên cây. Cây này ấy là 1000 nha các bạn. Cây này nói chung đẹp lắm, xanh tươi tốt. Vào mùa đông mà cây được chăm sóc rất là tốt, không có bị nhìn nó tàn đó các bạn. Họ rất là biết chăm sóc cây đó các bạn. Cho nên á, mình thấy cái cây này nếu mà ai thích mua samoche đó thì cái cây này rất là đẹp nha. Mình sẽ quay trái trước rồi mình quay cái thân cho các bạn xem.
nhà bạn nào đó mà thích mua cây mà có trái ăn liền đó, thì cây này giá 1.000, mua về chọc xuống đất là có trái ăn liền rồi nè. Trên cây đang có rất là nhiều trái, cây rất là khỏe nha các bạn, cây rất là đẹp. Mình quay cho các bạn xem hai tầng luôn đó, nhìn đẹp lắm. Cây này á, nhìn lá rất là xanh tươi tốt, xum xuê. Khi mua cây đó, mà mua cây lớn đó, các bạn nhìn cái cây á, nó mà khi mà các bạn mua cây Samoche đó, thì các bạn nhìn cái cây mà nó lớn như vậy nè, thì các bạn phải nhìn vào cái lá với cái thân của nó coi nó có khỏe hay không, là nhìn vào cái lá đó. Cái lá nó phải xanh tươi tốt như vậy nè, rồi nó có những cái chồi non mọc ra đó, thì cái cây đó nhìn nó khỏe. Còn những cái cây nào mà mình nhìn thấy nó ít lá đó, cái thân nó nhiều không á, thì cái cây nó sẽ không có được khỏe cho lắm nha. Thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn, chọn một cái cây nó khỏe đó, thì nó giống như là cây này nè. Mình thấy cây khỏe cho nên mình chia sẻ cho các bạn cùng biết luôn nha. Khi mà mình mua cây đó, nhìn cái gốc rất là đẹp. Gốc này là gốc ghép nè các bạn, gốc rất là lớn. Cây này không phải là cây chít nha. Mình rất là thích những cây mà gốc ghép á. Gốc ghép bao giờ nó cũng mạnh á, có bộ rễ rất là khỏe mạnh luôn á. Cây này có cái thân giữa đi lên, rồi có những cái tàn xòe ra rất là đẹp luôn á. Nếu bạn nào mà không muốn bỏ thời gian ra nhiều đó, thì mình mua cây này về trồng có trái ăn liền nha. Đây là mấy cây măng cầu Red Custard Apple này các bạn. Cây này 90 đồng một cây nha. Cây này cái trái ngoài đó nó giống như măng cầu mẹ vậy đó, nhưng mà nó màu đỏ nha các bạn. Cái da của nó láng đó. 90 đồng một cây Custard Apple. Đây có cây xoài Manila Mango. Cây này là bán 100 nha các bạn. Cây gốc cũng lớn rồi nè. Còn đây là cây Ruby Đài Loan. Một cây như vậy á, lúc trước là 350 đồng đó, nhưng mà bữa nay on sale đó còn 300 nha. Trên cây đang có rất là nhiều trái trên cây rồi nha. Cây chứng tỏ nó khỏe lắm thì nó mới cho trái đó các bạn. Bộ rễ nó mạnh rồi đó. Thì nếu mà ai thích Ruby Đài Loan đó, thì 300 một cây nha, đang on sale. Giá trước là 350 đồng. Mấy cây này là cây 300 đó, nhưng mà có cả cây 200 nữa nha. Cây 200 cũng nhìn rất là đẹp luôn, nhưng mà mình quên quay mất tiêu rồi. Đây là trái ổi Ruby Đài Loan mà mình đã được ăn qua đó. Rất là giòn, rất là ngon. Mình chưa bao giờ mình ăn cái loại ổi mà ngon như vậy. Còn ổi Thái Ruby thì mình chưa có được ăn, nhưng mà ổi Ruby Đài Loan thì có cái độ ngọt rất là ngon luôn các bạn ơi. Khi mà trồng ổi các bạn nhớ đó là mình phải hái đúng lúc nha các bạn. Mình đừng có hái mà giống như là nó chưa đủ chín thì nó sẽ không có ngọt đâu. Mình để cho nó già đó, thì trái cây nào cũng vậy. Khi mà nó già đúng lúc đó thì cái trái của nó rất là ngon và ngọt. Còn khi mà mình mua cây thì trên cây nó đang có trái, nó nằm trong cái chậu nhỏ thì có thể là chưa ngon đâu. Mình mang về mình chăm sóc nó thì cái trái nó sẽ ngon hơn nha. Cho các bạn xem cây khế này có rất là nhiều trái luôn á. Quá trời trái luôn nè. Hồi xưa đó mình còn ở Việt Nam đó, mình thích nhất là cái món bê thui đó. Thường má của mình mua bê thui về thì có kèm theo là khế nè, họ thái mỏng đó, và chuối chát đó. Một lần ăn đó, có cả rau giúp cá nữa chấm với tương, rất là ngon. Mình rất là mê cái món mà bê thui ở Việt Nam đó. Bê thui ở Việt Nam đó mình thích là họ thui rất là chín, không có đỏ giống như bên đây. Mình thích ăn chín hơn cho nên đó, mình rất là thích bê thui ở Việt Nam. Còn bên đây thì họ thui cái be nó hơi to đó, cho nên ăn cái da nó hơi dai, nó không có mềm giống như bên Việt Nam đó các bạn. Cây khế này thì không có bán, nhưng nếu mà bạn nào mà thích quá đó thì hỏi chủ vườn coi có bán cho mình không nha. Đây là những cây Samoche mà Silas hút đó. Thì những cái cây này được cắt nhánh để ghép vào những cái cây mà lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó. Thì những cái cây này đã có trái nhiều năm rồi các bạn. Loại Samoche mà Silas hút rất là ngon.
trái rất là sai, chùm chùm đó, từ đầu trái rất là dễ luôn, không có khó. Thì những cái cây mà ghép trong vườn thì được lấy những cái nhánh từ những cái cây này nè các bạn. Cho nên các bạn mua đó yên tâm. Nếu chưa có trái là vì nó nhỏ quá, nó chưa có sức để nó ra trái thôi. Nhưng khi mình mang về mình chăm đó, nó lớn tự nhiên nó đủ sức nó cho mình trái thôi à. Còn đây là mấy cây Samoche Alano, giá 150 đồng một cây luôn nha. Thì cây này cũng là ghép nhánh từ trong vườn luôn đó. Cây Samoche Alano đó bao giờ nó cũng lớn nhanh hơn so với là cây Silas Good á. Mình thấy cây kế bên nè, cây này có cái tàn xòe đẹp nè các bạn. Đó, 150 đồng nha. Mỗi ký lô 220 đồng một cây. Ở đây có hai cây ổi ký lô cao hơn đầu mình luôn á, đang có trái luôn nè. Giá là 220 đồng. Hồi lúc là 250 đồng đó, bữa nay sale còn 220 đồng nha. Cây gốc cũng rất là lớn luôn, mấy cây này mua về mà trồng xuống đất á, có trái ăn liền, cây đã khỏe mạnh lắm rồi. Nếu các bạn muốn đến đây mua cây, xem cây thì mình sẽ để cái số phone ở ngay bên dưới cái comment đó, thì các bạn sẽ gọi cho họ rồi đến xem cây nha. Có một số cây măng cầu Úc và Thái á, cây ghép nhỏ nhỏ nè, 50 đồng một chậu nha. Đây là cây măng cầu Úc nè, có một trái trên cây. Cây này á, mình không có biết chắc là bao nhiêu, nhưng khoảng trăm mấy đó các bạn. Đây là cây hoa sứ nè, 25 đồng một chậu nha. Cho các bạn xem cây Samoche 1000 á một lần nữa nha. Mình quay từ cái chậu cho tới toàn thể cái cây nè. Nếu mà bạn nào mà thích cái cây Samoche này đó, thì cái cây này mình thấy rất là khỏe, rất là đẹp, cây rất là xanh tươi tốt nha. Mua cây này về thì đã có trái trên cây rồi, được ăn liền luôn nè. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Mình rất là may mắn là video của mình luôn được cô chú anh chị và các bạn ủng hộ rất là nhiều. Mình rất là biết ơn về điều đó. Bye.